Cái này 3 ốp rồi, tỷ lệ nó cao. Có 3 ốp mà. Đây nha. Không, đến đặt sau đi. Đó. Đấy, con 10% à. Đang hồi hộp phải làm cho hồi hộp thêm. Bốn tám này, 49 này, rồi bắt đầu xong một phần cho em lên dùng cái đi, máy này khó lắm rồi. Một ba lần hả? Ba lần nào, ba lần, ba lần, ba lần, ba Hello, xin chào anh em nha. Tại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một video bên game mua 6.co nha anh em ơi. Thì bên này mình đang lên bộ phim kinh dị Win 3 thì mấy này đập nó xịt hết rồi. Thì hôm nay mình có gom được 3 bộ. Thì 3 bộ này là 3 bộ mình quả không thành chín của anh em vui, nhưng mà mình đổi 3 bộ này là 3 3 cọc lông này là mình lấy để lấy 90 lông vũ nha. Thì mình lấy 90 lông vũ để mình đổi 3 cọc này tương đương với cái 3 cái này là mấy tầm 4 mét rưỡi. Tại vì một lông vũ bây giờ nó tầm 50k. Thì mình lấy cái 90 đấy mình đổi để chia cho anh em cho rẻ, để chia cho đều ấy. Rồi mình đập cái này thôi, nhưng mà mình nghĩ đập cái này là tỷ lệ nó cũng xịt cao. Còn không phải chín mà. Cho nên là hên xui, test luôn một lần. Thì mình không có mồi vàng gì đâu. Thì tính gom thêm mấy cọng nữa nhưng mà thôi, áo luôn đi. Nếu may mắn thì có một cọng thì nó cũng lên. Ở đây đang có 3 bộ, thì bây giờ mình sẽ đập. Thứ nhất là mình sẽ lấy cái lòng nháo này này. Đây lòng giáo này và lấy cái này và cái này mình sẽ đập bằng 3 bộ này đấy. Thế đây từ từ để lấy cái lấy like coi nào. Đây mình sẽ đập bên nạp vụ và mình làm video, cũng như là sẽ không có livestream và đập buổi trưa này luôn, xíu giờ đến căn đến giờ đi thỏ là mình sẽ đập. Hy vọng là may mắn chứ đời khổ lắm rồi. Đây bây giờ mình sẽ đập cái này lên 16 này. Ôi thì dễ thế nhỉ. Một món này. Đập lên 16 và cộng 9 thôi. Thì cộng 9 mà đập lên 16 thì chắc là đã mát tỷ lệ rồi. Mát tỷ lệ là 40%, thêm bộ tỷ lệ 10% nữa là sẽ 50%. Nhưng mà mình sẽ để tỷ lệ thấp, mình đập 49 thôi. Để đập cho xem nha. Hy vọng kết thúc được cái bộ phim rồi. Hai món này đập bằng cái này luôn nha, một phát là lên full luôn này. Rồi ok, thì bây giờ là đập lại chín mới mua BS đấy. Ồ kìa đèn rồi. Đủ 3 bộ rồi mình táo liên tục luôn. Cái gì nữa, bất động sản đập đổ hên vậy. Lại lên được viên giám sát thư kìa. Rồi mình chỉ đập từ lưa hột dưa không thấy lên. Vãi đang nội này đập đổ hên thật. Rồi thì mình sẽ đập bằng cái búa kia hai tay hết nha. Thôi bây giờ là đủ 3 bộ. 3 bộ và 30 S 30V này. Chào thì bên con kia có chào cho nên mình sẽ đưa con một cái con nữa đây mình đập. Chắc con đập bằng bên con này rồi chưa có chào. Chứ là 10 cộng D. Ok và cái gì nữa ta? Bùa tỷ lệ. Bùa tỷ lệ nha. Bùa tỷ lệ là mình mua một hết nha.
một tỷ lệ một một hết, mình bỏ vào cho nó nhiều, các bạn nhìn cho nó nhiều ấy, chứ không phải là nhiều 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 1% đâu. 1% mua 1% thì bỏ 10 cái, 100 sẽ bỏ 10 cái nha. Đây 2 4 6 8 10 12 14 16, mới được 16 cái thôi, nhưng mà đem xuống qua bên con kia để đi nha. Hy vọng may mắn mỉm cười, phim kinh dị sẽ kết thúc. Đang tra ra cái này, mà tra ra nhầm đoạn nào nó thì khóc luôn. Đó. Rồi, cắt một bộ vào trong để lấy chỗ để. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi. Đây là 2, 4, 6, 7. 7 là thứ 11 cái bộ tỷ lệ nữa. Mình sẽ mua 11 cái bộ tỷ lệ nữa nha. Mình sẽ để tỷ lệ là 49%. 2, 4, 5, 6, này, 7, này, 8, này, 9, này, 10, này, 11 này. Rồi. 11 cái bộ tỷ lệ 1%. Thì để 49 hết. Sao nó đứng đây mà lại. Ồ, xem nó chẳng nhầm với đứa nào luôn kìa. Còn cái này cũng đỡ, chứ đến lúc cha gian, lúc cha gian cộng lông mà cha gian nhầm nó khó luôn. Hãy chơi kiểu chấm trộn này. Đây. Bây giờ mình sẽ tắt luôn cái này đi cho nó đỡ lắc. Cho nó có cái này. Mua mạc với nha. Đây. Chọn nhân vật. Đấy. Gửi tất cả đồ vào thùng đồ xong rồi mà thoát ra lại. Không thiếu dưa tội ở đây. Chơi bài bán đủ 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 thể loại luôn, cứ xem nó có còn đen được nó không. Đây. Cái này gửi đây. Nhắn cho bà Vin. Gửi thùng đồ luôn. Rồi. Bây giờ lấy ra hai bộ. Rồi 2 bộ. 1 2 3 này, 4 này, 5 6 7 8 9 10 2 13 14 15 16 17 18 là một cái 9 9 đây vào. Bắt đầu này. Đập bằng cái lon nha anh em ơi. Hy vọng may mắn mỉm cười. 3 lần là 8. Đập bằng cái này trước. Ồ, một ngọc sáng tạo nữa kìa. Đóng rồi lại quên cái vụ ngọc sáng tạo nữa. Không sao. Đưa cho con chính nó lấy 10 viên qua. Quên ngọc sáng tạo nó là lại lại khổ rồi. Đây. Bỏ vào trong mà lấy nha, chơi chữ phong thủy đấy. Đấy, lấy hai viên. Đây, đặt cái lồng giáo đầu tiên. Hy vọng may mắn. Ông nội cắt tần ông đi chỗ khác cho mình. Cho ông cắt tần đi chỗ khác. Đứng đây ám luôn đấy. Đây nha. Bắt đầu siêu 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 phẩm kinh điển. Phá bỡ lời nguyền. Đó, là 49% thôi nha.
Ở đâu? Có cái này được 30% hả? Ồ, 30% vậy là không đủ rồi. Đây đây đây, như vậy là cái này mới đủ ôn bộ, cái này có hai ốp thôi. Không không không. Giờ lại phải làm thêm một cái nữa rồi, ngáo rồi. Vậy là cái lòng cái này. Từ 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 từ. Vậy bên cái con này còn cái nào không? Để lấy cho nó một cái hơi cồng kềnh nha anh em ơi. Như vậy là cái lòng giáo nó có hai ốp. Hai ốp thì cái tỷ lệ nó thấp hơn. Hai ốp thì cái tỷ lệ nó thấp hơn rồi. Nó thành bạc nó lát quá. Phải ba ốp thì để vậy, còn nếu mà vậy là phải là cho lên ốp 20 này hoặc là cộng 10 11. Hơi ẩu rồi. Như vậy là phải để cầm cái này ba ốp rồi. Nên mình đập bằng cái đao kia luôn. Đao kiếm băng tinh. Thì kiếm này nó cái của mình đây cũng 3 ốp rồi, cho nên đập lên 16 ốp là nó sẽ full luôn. Làm một lần luôn để trong trường hợp xịt mình có tích lũy này kia đi thôi. Thế bây giờ đập đập cứ cứ xịt trở lại đi đi làm chờ lâu nó quên mất. Ây da, không được hả? Đây thì một cái kim socket nữa. Rồi, 16 ốp rồi. Đây, đổi kiếm đổi lòng giáo đấy rồi à, phải cất cất cái này vào trong lại phong thủy tiếp đã. Đây kiếm này thì là chắc đủ thôi, kiếm này thì chọn nhân vật đi, kiếm này ba ốp rồi tỷ lệ nó cao, có ba ốp mà đây nha, không nên đập sau đi. Đó. Đấy, 40% rồi. Đang hồi hộp phải làm cho hồi hộp thêm. Bốn tám này. 49 này. Rồi, bắt đầu. Xong một phần cho em lên dùng cái đi, máy này khổ lắm rồi. Lần hả? Ba lần nào? Ba lần, ba lần, ba lần, ba lần. Ồ. Một phát rồi anh em ơi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Phát thứ hai, phát thứ hai. Xịt đửa lưa hột dưa rồi, hai phát lên đường rồi, lại 49 tiếp này, có khi nào 49 lại gặp 53 không? Hột này bây giờ để đập đập bằng chuột đi, không không đập bằng tật nữa. Phát thứ hai đây nha mày. Lên dùng nào.
đứng lên kìa. Ô cái pha ấy đứng lên kìa. Hỏng rồi anh em ơi, hai phát rồi. Phát cuối cùng này. Chuẩn bị 5 mét bốc hơi rồi. Nếu mà tổng thiệt hại là chắc tổng cộng chắc phải 5 mét. Tại vì mình lông không nó ra đây này, ném kiểu này vào luôn này. Phát cuối cùng này. Không lên được anh ơi. Mình biết ngay mà, lúc đầu nói rồi, tỷ lệ của cái này là dễ xịt cao lắm, tại đồ ADD mà. Thất bại toàn tập. Toàn hết. Cắt bộ trở về với cắt bộ nha anh em ơi. Khó là khủng hoảng. Rồi, video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Bye mọi người nha. Đen quá.